đây có còn ăn cam. Cam xanh. Đây là trái mận Hà Nội á hả? Đây là mận Hà Nội hả? À, đây là chôm chôm. À, đây sách đây. À, đây là trái bơ. Ở đây có cái nhà rất là nhỏ nè. À, trời xin giấy phép. Dạ. Ở đây mà về đâu? Dạ, con ở đây. Rồi chắc cái video đi chợ cô Giang cuối tuần hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. À, để tiện việc cập nhật video mới và xem lại video thì các anh chị có thể bấm hình đỏ đỏ phía dưới video đó, có chữ subscribe hay đăng ký, cái bên cái hình cái chuông đó, để khi mà em có video mới sẽ thông báo đến các anh chị và các bạn nhanh hơn. Rồi, em chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha. À, bây giờ chúng ta đang đi trong cái hẻm nhỏ ở trên đường Đề Thám. Ồ, hẻm này là hẻm bình dân không? Hình như là hẻm bình dân, hẻm 83 83 Đề Thám, đi ra chợ Cô Giang. Hẻm này ngoằn ngoèo lắm. À, phía trước chúng ta đó là đường Đề Thám, chợ Cô Giang. À, một ngôi chợ rất là lâu ở cái vùng đất cồn muối này. À, mình nhìn lại cái hẻm lúc nãy mình đi nè. Hẻm rất là nhỏ. À, kế bên nhà của chị Thủy. Hôm nay cuối tuần mình đi theo vòng chợ. Nhưng mà trước hết hỏi hồi nãy này giữ tiền phải không? Để họ quên mang tiền nữa, mất công nữa. À, ở đây có còn ăn cam. Cam xanh. Nay nhiêu ký? Nó gửi đi xuống nữa mày lại lấy. À, đưa tiền quên lỗi rồi. Mình đi cầm luôn. Vậy hả? Có nè. Hôm nay 30.000 ký hả? 20. À, ở đây thì chuối. Ở một ngôi chợ sẽ giải tỏa trong những tháng sắp tới. À, bên kia là một cái dãy nhà. À, tương lai là sẽ giải tỏa luôn. Đây là trái mận Hà Nội á hả? Đây là mận Hà Nội hả? Ngoài cái tên mận này như có cái tên khác nữa nè. Rồi. Rồi hả? Rồi là mận miền Nam. Cái gì con? Vỏ dôi. Vỏ dôi là mận miền Nam đúng không con? Vỏ dôi hả? Dôi. À, vôi hả? Vôi là con voi hả? À, cái da giống da voi hả? Trái kia là trái đào. Mua ít thôi, nửa ký thôi. À, trái này là trái đào. Đào
này là người ta trồng hay là nó mọc tự nhiên rồi? Cái đào này ông hả? Đâu biết đâu, lấy về bán hay chứ đâu biết trồng hay là tự nhiên hả? Nhưng mà cũng phải trồng chứ phải đi đâu. Này nhiêu ký? 35 ngàn. Thèm gì chấm muối. Hôm nay thèm đủ thứ rồi trời. Ăn phở thì ăn trứng nước tiết gì tùm lum tùm la. Đây là chôm chôm. Nè đi sách đi. Bên này có cái hàng rau bán rất là đông, nổi tiếng nhất chợ Cô Giang. Đây là sầu riêng. Lâm coi được rồi, như tận đó để đi nhanh quá. Má dặn mua gì đồ ngủ à? Dặn này đâu dặn anh đâu. Đây là trái bơ. Mùa này là những cái trái là mận rồi đào sa ba rất là nhiều luôn. Trái đào sa ba nữa đó. Đây là củ tỏi. Tỏi cô đơn. Ở đây còn nghêu. Nghêu Gò Công. Gò Công là xứ sở của Tiền Giang. Tiền Giang ngày xưa là Định Tường đó. Ở đó có biển Tân Thành. Chợ cá ở chợ Cầu Muối nè. Ở đây có cái nhà rất là nhỏ nè. Trời xin giấy phép. Dạ. Ở đây mà về đâu? Dạ, con ở đây. Ta tưởng là mình về Campuchia. Sạp trái cây. Bên đây là đường Cô Giang, trục đường chính của ngôi chợ. Chợ tạm ven đường, chợ ven đường thôi chứ không có nhà lòng chợ. Thì nghe thông báo là tháng 10 này sẽ di dời và giải tỏa cái chợ này. Bên đây có cái nhà ta đang xây nè. Dãy nhà này ngày xưa là dãy nhà kiến trúc thời Pháp, nhưng mà bây giờ nhà mới hết rồi, thay đổi cũng gần hết rồi. Sắp tới tí nữa có hẻm Trường An Lý. Ngày xưa có nhà của chú Dũng trong đó đó. Mình nhìn lại cái hẻm mình ha. Hẻm thì phía trên là cái nhà của người ta, ở phía dưới là cái lối đi. Ngày xưa thì hẻm hay nằm ở phía dưới nhà của người khác. Này đang mua quần áo. Có anh này ảnh không thấy đường.
à, để qua mua ủng hộ anh hay gì đó. Để đưa anh tiền lẻ này. Qua mua cái gì đó. Bán gì vậy? Bán gì anh? Dạ. Đây kêu bằng chải răng rồi chải chà chân nữa hả? Nhiều cái vậy? Cái nào anh? Cái này để đem coi nha. Còn bán bánh bò nữa hả? Không có, cái này người ta cho á. Vậy hả? Ừ, mà chưa có ăn á. Thôi lấy đại cái đi hả? Cái hũ này vậy? Khoan. Có đồ cắt móng tay nữa hả? Có nè. Rồi chùi nồi. À là cái móc này đi, cái móc nào anh này hả? Ừ đúng rồi. Móc phá không? Rồi. Đây cầm. Rồi một cái thôi. Dạ. Nhiêu cái vậy anh? À, dạ 15 anh. 15 hả? Dạ. Rồi để em cầm cho. Rồi. Lấy cái hũ này không? Dạ không, lấy cái móc phá này thôi. Trời ơi, dạ. Ủa anh bán rồi anh về bản gì? Nhà nó đâu? À, ở bên quận 12 đó anh. Còn lát đi xe cho biết về. Cho biết hả? Dạ. Anh về mình hả? Dạ. Em gửi tiền anh. Biết tờ này là nhiêu không? Trời ơi. Coi được luôn hả? Trời. Dữ trời. Tối tiền cái này là phải tối rồi. Nhiêu tờ đó nhiêu? À, đem lụm cây cho anh nè. Tờ đó nhiêu? Tờ này 50. Rồi dạ. Ô, anh cất đi, cất giữ đi, khỏi thôi. Rồi dạ, cảm ơn anh này. Rồi. Rồi cái cây anh đây. Dạ rồi. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Kéo cái lo nhạc nữa trời. Sao lùm đùm chi cực vậy? Trời ơi. Đó, ông bán ông đi một mình còn lùm đùm mà ông kéo thêm cái lo nữa. Tình. Rồi mình đi tiếp một đoạn nữa nha. À, chợ, đi chợ. Dạ, mua đồ hũ hả? Đồ hũ đây. Thì có những cái mảnh đời nhưng mà họ cũng còn có ý chí lao động để vươn lên. Còn có những người mà họ nói chung là giới trẻ bây giờ ăn chơi lắm, họ không có cứ nghĩ cứ đi cướp giật không à. Đi xích vô. Dưa hấu hả? Bánh mì bì hả? À đây có chị bán bún. Bây giờ cái đường này là đường Lệ Thám, đi cuối đường này chúng ta có cái bến Trường Dương. Ngày xưa khu này gọi là xóm Tỉnh. Tỉnh là cái tỉnh đựng nước mắm. Cái xóm này làm nước mắm ngày xưa trước năm 75. Em nghe nói như vậy ha, nghe cô chú anh chị chia sẻ. Đó, ngày đó có cái khu đó có cái xóm chạy hòm. Thì buổi tối ở đây bán rất nhiều đồ ăn ngày xưa nè, nhưng mà bây giờ thì cái vỉa hè không còn nữa.
những cái hình ảnh về một ngôi chợ sắp sẽ không còn trong trong vài tháng nữa thôi. Giờ mình ghé cô bán đậu hũ này. Má nấu canh gì? Canh gì nha. À, được rồi. Một hũ không? À, cái này là cái kêu bằng cái gì ta? Chả. 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 Là giống bánh tét hay là gì? Chả luôn. Chả luôn hả? Chả luôn. Mua một cây chả nhỏ nhỏ này, này kêu bằng chả gì chị? Cái này chả. Chả chai không mấy đều này, chả chai. À. Ồ, cái loại chả lớp 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 là gì? Anh lấy một cây khúc cây đó lên đi. Cái này à, nhiêu cây đó chị? Cái này 10.000 một cây. Ờ, lấy cây đi. Chả đậu kỳ. Ờ, chắc ta chả này đó. Lấy em chả bánh tét cái gì nè. Đậu kỳ. Cái này tiền chả đó là trời. Ôi, tiền cái chả lớp 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 lớp. Chắc chắc ra là giống như là lớp 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 là nó đó. Là nó đó, chả kêu bằng chả tàu hủ kỳ hả? À, à, đi diễn tả hoài mà không ai biết. À, cảm ơn chị. À, mình đi một vòng nữa nha. Cái anh đi bán lúc nãy là ở quận 12 mà. Quận 12 là có nguyên cái xóm nó là tập hợp những người có tật không à. Là có một người họ sẽ đứng ra cho chỗ ở rồi cơm nước rồi ban ngày thì họ đi bán rồi tối về chiều về giống như là giống như họ bán để có lương á. Giống như cái người mà đứng ra để có cho họ có chỗ ở rồi đó, tập hợp một số người cùng hoàn cảnh đó, thì họ sẽ phát lương. Để bớt rồi. À, anh gì? Yeah. Hả? À, đi một vòng qua đây nữa đi rồi về. À, trái xoài nhỏ nhỏ. Nay mà đi full chợ luôn ha, full chợ luôn để vài bữa nữa chợ giải tỏa rồi thì những hình ảnh này sẽ là kỷ niệm để lâu lâu mình xem lại cũng vui. Nhớ là ngày xưa có những người bán như vậy. Rau cải, ở đây bán đồ ăn sáng. À, có lẽ cái video này hơi dài. À, đây sạp khô. À, xích tới đằng kia có bánh mì Hồng Dân rất là nổi tiếng. À, đây ốc. Ốc cà na, ốc ốc dừa. Vớ nè. Sẽ tới đằng kia thì có cái rạp Lạc Hồng của ngày xưa đó. À, bây giờ là cái bưu cục Cô Giang để vận chuyển hàng hóa. Rất là nhiều địa điểm xưa ở khu vực này. Và có cái đền nhân và xôi dì Lan. Dì Mai Rầm hả? Rồi, chắc cái video đi chợ Cô Giang cuối tuần hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Để tiện việc cập nhật video mới và xem lại video thì các anh chị có thể bấm hình đỏ đỏ phía dưới video đó. Có chữ subscribe hay đăng ký. Cái bên có hình cái chuông đó, để khi mà em có video mới sẽ
thông báo đến các anh chị và các bạn nhanh hơn. Chúng ta nhìn qua cái rạp Lạc Hồng, rạp chiếu phim Ấn Độ ngày xưa. Rồi bây giờ mình đi về thôi. Chúc các anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.